Hello, xin chào mọi người đến với Công Nông TV nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người lò xo trước mặt chúng ta đây. Đây là lò xo của xe mục xe ben gì đó. Đấy, của xe bãi lò xo người ta gỡ ra từ xe ô tô nha. Cái này là mình lấy về chỉ chế ra bó cuối nhíp nha. Lò xo cuối nhíp. Đây, nhỏ lớn có hết nha mọi người. Các bác nào nhu cầu cần thì cứ tìm hiểu trước nha. Đây mình sẽ đo đường kính. Rồi mình sẽ đo đường kính nha. Đây là thao tác thôi. Rồi. 12. Cái này là 12. Còn cái này là 12. Đây là 16 nha. 15. 16. 16 rưỡi. Đủ kích thước nha mọi người. Ok. Bên đây còn nhiều đấy mọi người nha. Bên này cả đống nha. Đấy, dài ngắn có hết nha. Đây là mình chỉ review cho mọi người là lò xo. Lò xo với nhíp. Còn nhíp thì nữa mình sẽ coi. Đây là phần nhíp nha. Nhíp năm tạ có hết nha. Nhíp rin, nhíp lô, đây là nhíp rin nha. 2 4 6 8, đây là 10, 10 lá nha. Đây là nhíp phụ nha, nhíp phụ của xe tải nha. 10 lá nha mọi người. Đây là nhíp rin. Ok, chào mọi người nha. Đây là nhông nha. Đây là nhông đổ tời hoặc là đổ đây, hộp lai gì đó. Nhông thay thế các phụ kiện số Trung Quốc, số Nhật có hết nha. Đây là nhông trong hộp số nha, thay thế. Đây. Mọi người cần cái nhông gì có hết nha. Đây, đây là nhông đĩa. Trung Quốc nhông nhất có hết nha mọi người, cả nhông máy đó. Đấy. Đây là nhông rượu lớn nha mọi người. Đây. Đây là bộ phần về trúc tỳ của các sàn xe, các phụ kiện thay thế mình có hết nha mọi người. Ok mọi người, đây là cái bát răng, răng hai cái cùm nha, cùm đuôi của hộp số tàu nha, hộp số Trung Quốc nha, răng Trung Quốc. Đây, đuôi lớn nha mọi người. Giang hai bên. Đây bên mình có luôn. Còn đây là bát bốt. Kèm theo bát bốt là đây. Còn anh em nào chưa biết làm thì đây là phụ kiện mình kèm theo khi mà mua bốt nha. Đây là tay tay đẩy. Bát tay đẩy, còn đây là bát bốt. Đấy. Kèm theo đầy đủ cả phụ kiện anh em mua chỉ về hàn và ráp thôi. Rất là nhỏ gọn. Rất là tiện. Khi anh em chế, còn anh em nào mà thớ tay nghề cao rồi thớ làm không được. Ok, cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi nha. Có hết nha. Đấy, áp chốt rồi các đầu trở nhông bi có hết nha. Đây bi, bi đây là bi Nhật nha mọi người, có hết. Đấy, từ nhỏ đến lớn, nông Nhật thay thế là có hết nha. Các hộp số lớn, hộp số nhỏ có hết nha mọi người. Đây, hiện tại mình là đang review cho mọi người nha. Còn ở phía ngoài thì khách mua hàng, còn tí nữa mình sẽ gửi hàng cho anh em. Còn đây là các phụ kiện chốt nha mọi người. Đấy, đầu tiên mình sẽ quay cho mọi người từ đầu đến cuối nha, từng bộ phận đồ chế. Đây có nha, cái này là bát với bừng thùng xe nha, có ghi số 18 nha, chắc là một cái là 18.000 mọi người nhá. Còn cái lớn là 24.000. Đây, cái này rất là rẻ nha, cái này là anh em nào mà muốn làm xe đẹp chắc chắn thì mua cái này để khóa bừng xe nha. Còn đây là khóa bừng của hàng Hyundai, một cái 20.000. Còn đây là khóa, đây khóa giữ đấy, ấp vít có hết nha. Còn đây là phần nắp đít nha mọi người, chốt 30, đồ kiểu mới nha mọi người. Đấy, và ốc bản ở đây luôn, đồ tuột. Đấy, nó phải có rong đen chữ. Đây, làm bên đây làm kiểu mới rồi. Anh em khỏi phải lo khi mua về hàng bên mình nhé, khỏi phải khăn cái ốc hai bên như vừa trước rồi, hãy cải tiến lại. Đây, đây, bên này là cải tiến lại nha mọi người.
chỉ cần van một cái ốc này thôi để giữ cái chọt. Đây, hai cái chọt này. Chục 30 nhá mọi người. Đấy, còn bữa trước là thời bữa trước là khoan hai cái lỗ để làm cái bát, hai cái bát để giữ. Còn bây giờ là cải tiến lại là một cái ốc thôi. Anh thấy giữ hai đầu. Đấy, có thể giữ hai đầu nha mọi người. Ok. Đã làm áp áp là áp piston nhá. Áp piston. Rất là chắc chắn. Không có độ rơi hết. Ok. Đổ ra cái gì? Đây, hello mọi người, đây là đi mua hàng mới về nhá. Hôm bữa anh em có hỏi là có hàng mới không? Bây giờ có rồi nha mọi người. Nè, quay đó, quay rồi. Đây nè. Ok. Có hàng mới rồi mọi người nha. Còn đây là hàng hay thường dụng, loại nhỏ. Vân xài cái này là xài cái này là kem theo bình nha mọi người. À, đây. Hàng mới về nha mọi người. Hàng mới tinh. Cũng là hàng nội địa thôi nha. Nhưng mà cái này là người ta kiểm tra hết rồi. Đấy. Đã kiểm tra hết, đã sửa soạn hết. Đây. Trong thùng mới về nha mọi người. 6 cái anh em nào nhu cầu thì cứ liên hệ bên mình, cứ inbox ở dưới nha. Còn về giá cả thì anh em cứ tham khảo trước cứ hỏi. Còn nếu mà giá thì mình không thể báo được, tại vì mỗi khu vực, mỗi thị trường nó bán khác nhau. Nhưng mà mình báo giá thì phá giá anh em các khu vực nơi khác thì nó không hay cho lắm nha mọi người. Đây. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người. Dynamo này, hàng hàng Nhật nha. Nguyên rin. Nguyên của hàng Nhật luôn, hàng đẹp luôn nha mọi người. Này là nếu mà xài thì bảo đảm cho anh em nổ máy là phát một nha mọi người. Còn là cái loại này là mình mới nhập về nha. Chắc thị trường thì chưa có nhập về nhiều đâu, tại vì hàng này là hàng nội địa của từ bãi Trung Quốc nha. Đấy, đây là dây đồng cuốn hai lớp. Còn về bộ phần sau, đấy. Còn về ốc thì còn nguyên nha. Có cái chữ tên luôn, địa chỉ anh em nào nhu cầu mua. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Còn về cục đê mình sẽ cập nhật sau nha. Cục đê thì hiện tại thì chưa có về, khi nào về mình sẽ cập nhật cho mọi người sau. Đây còn mấy cái nha. Okay, cảm ơn mọi người đã xem nha. Nhớ đăng ký và ủng hộ kênh mình nha, để mình cập nhật phụ tùng cho mọi người sớm nhất. Và tất cả những thứ gì mà đối chế về xe cày, xe công nông mình sẽ cập nhật cho mọi người tham khảo. Đấy, còn tất cả những đối chế thì đã đây.